sáng hai ta đi tập thể dục dữ quá. U vẫn xu tí luôn, tập thể dục tí luôn ta. Là thứ cái đu đủ rồi, đó mát. Xu sao ăn đu đủ được? Xu sao ăn đu đủ được? Ấm ăn coi. Anh có ấm thử coi. Biết ấm không? Không biết ấm à. Bảo mẫu rồi không biết bấm ấm. Bảo mẫu không biết ấm trời. Không, nó không ăn được đâu. Ừ, con ngồi xuống đấy là nó ngồi với con à. Con ngồi xuống đấy. Giờ binh cho Xu giữ góc đu đủ luôn ta. Giữ góc đu đủ. Ồ, mày Xu đèo ra đó. Đâu bạn thân sáng nay đi thăm vườn đu đủ kiểm tra à, mát chưa? Mát quá. Hỏi thử Xu mát chưa? Mát chưa Xu? Ó, bạn Xu giỡn đó, đúng rồi. Thấy chưa? Ừ, bạn Xu vui vui mừng giỡn đó. Ừ. Con nói Xu coi chừng cho đu đủ đụng trúng đó. Trúng đâu không con? Ừ, Xu đu đủ đụng trúng ở đâu không? Để Xu tự ăn, để Xu tự ăn. Để Xu tự ăn. Để Xu, đấy Xu ăn đâu được. Cái gì nó cho nó ăn. Bánh nó Xu ăn mới được, xúc xích mới Xu ăn mới được. Trời, bỏ Xu vô cái ôi, Xu lăn lộn giỡn với bọn binh luôn. Ờ, giờ giỡn với con luôn, Xu giỡn với con luôn hả ta? Đó, Xu lăn giỡn đó, ừ. Đó, đúng rồi. Con kêu Xu ơi, Xu ơi đi. À, ăn đi anh cưng. Ờ, à, ăn đi con cưng, đó, đúng rồi, ăn đi cho con cưng. Ừ. Có chừng nó táp con tà rim á. Có chừng nó táp sức con tà rim á nha. Ờ, con Xu trèo lên. Ăn hả? Thôi để bạn Xu ăn. Chưa bạn Xu ăn chưa xong. Còn lại để bạn Xu ăn lại qua cây đu đủ coi. Đi, đi lại thăm đu đủ với ba nè. Đi cây đu đủ chưa? Kia. Con đứng sát vô coi, đứng sát vô coi thử cái đu đủ coi. Wow, đu đủ nhiều không con? Đây nữa, ừ. Wow, thăm hết vườn đu đủ qua. Ừ. Cải nữa nè. Wow, vườn đu đủ, vườn cải luôn. Ô, đu đủ, vườn cải luôn. Quạt vô đây, ở ngoài đáy hết không? Hành luôn. Lại coi thứ bằng Xu làm gì kia. Wow, đu đủ nhiều quá bạn. Sáng ngày Xu dư binh đi thăm vườn đu đủ. À, Xu với con đi thăm vườn đu đủ đó, đúng không? Xu mừng nè, Xu mừng ra đó. Ồ, Xu được ra rồi. Nãy giờ Xu ở trong đó. Cho vô đi. Đây, để Xu tự đi. Đưa đây, bà mở dài đây cho tự đi. Đấy, ờ, hai bướm bay quá. Ờ, nó đâu, được không? Không sao đâu, bên đây.
Rồi bạn Binh với bạn Su đi dạo đã rồi, về.